Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức. Ngoài Đông Nhi và Khổng Tú Quỳnh, cô gái này cũng luôn bên cạnh Ngô Kiến Huy. Khởi My cũng là một trong những người bạn thân thiết với Ngô Kiến Huy trong suốt 8 năm qua. Ai là fan ruột của Ngô Kiến Huy đều biết rằng, ngoài hai cô nàng Khổng Tú Quỳnh và Đông Nhi, một người là bạn gái, một người là bạn thân, luôn kè kè bên cạnh, thì vẫn có một cô gái vô cùng thân thiết với anh chàng ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Không ai khác chính là nữ ca sĩ xinh đẹp Khởi My. Ngô Kiến Huy ra mắt năm 2008, còn Khởi My thì bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng vai trò dẫn chương trình vào năm 2009 trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thời điểm này, cả hai đều theo đuổi dòng nhạc teen nên bắt đầu quen biết và thân thiết với nhau. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong nhiều sự kiện hay cùng biểu diễn trên một sân khấu. Ít ai biết rằng, trong những hit đình đám của Ngô Kiến Huy như Mưa Sao Băng, Giả Vờ Yêu thì giọng nữ cuối bài đều do Khởi My đảm nhận. Sau đó, hàng loạt những show truyền hình đều có sự tham gia của cặp bài trùng hết sức đáng yêu này. Tay trong tay, oanh tạc hết chương trình này đến chương trình khác. Vì độ tuổi tương đương lại có tính cách vui nhộn nhắn nhít giống nhau nên cặp đôi lúc nào cũng trở thành hoạt náo viên khuấy động không khí vui vẻ mỗi khi ở cùng nhau. Thế nên chẳng có gì là lạ khi Ngô Kiến Huy và Khởi My đi đến đâu thì lại ồn ào đến đó. Hợp nhau nhất có lẽ là khoảng cách làm trò lố không giới hạn. Cặp đôi cũng thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài cùng nhau. Ngô Kiến Huy và Khởi My luôn là người khởi xướng mọi trò vui cho mọi người xung quanh. Thời gian về sau, Ngô Kiến Huy và Khởi My cũng liên tục đồng hành trên sân khấu âm nhạc. Nhiều lần fan bắt gặp những khoảnh khắc nghịch ngợm đáng yêu của cặp đôi trong hậu trường. Sau hơn 8 năm bên nhau, Khởi My và Ngô Kiến Huy vẫn luôn gắn bó thân thiết trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.